Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, thanh long là một loại trái cây nhiệt đới ngày càng trở nên nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Hầu hết chúng ta ăn thanh long vì vẻ ngoài xinh đẹp và hương vị có phần độc đáo của nó, cũng như lợi ích sức khỏe dồi dào mà loại quả này mang lại. Tuy nhiên, một thực phẩm tốt không có nghĩa là nó sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thậm chí đối với một số người, việc ăn thanh long sẽ lợi bất cập hại, đem lại nhiều hệ lụy khôn lường đối với cơ thể. Xin mời quý vị theo dõi video dưới đây để tránh không mắc phải các sai lầm đáng tiếc khi ăn thanh long nhé! Mới đây, người phụ nữ Lộ Đình Doanh, vợ của nam tài tử Đình Đám trong ban nhạc Mayday, nổi tiếng Đài Loan, bất ngờ nhập viện trong tình trạng hạ đường huyết, chân tay bủn rủn, chóng mặt. Nguyên nhân là do cô ăn quá nhiều thanh long, trong khi bản thân cô có tiền sử mắc bệnh huyết áp thấp. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, cô Lộ Đình Doanh cho biết, gia đình cô trồng rất nhiều thanh long. Mỗi buổi sáng, cô thường có thói quen ăn thanh long với sữa chua khi bụng còn đói, nên mới dẫn đến tình trạng trên. Rút ra bài học, cô nhắc nhở mọi người, thực tế ăn thanh long rất tốt, tuy nhiên nếu có bệnh lý trong người, nên lưu ý khi ăn thanh long. Bản chất của thanh long cũng có tác dụng hạ huyết áp, người bị huyết áp cao nên sử dụng, bị huyết áp thấp thì nên hạn chế. Ai cũng biết, thanh long là một loại quả lành, ăn vào rất tốt cho sức khỏe đường ruột, giúp giảm cân, chống lão hóa. Trong thanh long có chứa nhiều vitamin C, B1, B2 và B3, cùng các khoáng chất canxi, phốt pho, sắt, đặc biệt dầu kali. Theo chuyên gia dinh dưỡng Trần Di Tịnh cho biết, loại quả này có hiệu quả trong việc giảm huyết áp. Trung bình 100g trái cây, hàm lượng kali của thanh long đỏ là 219mg và thanh long trắng là 226mg, táo khoảng 114mg, xoài khoảng 119mg. Điều này rất tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp. Tuy nhiên, với người huyết áp thấp lại là một vấn đề cần lưu ý, cân nhắc. Vị chuyên gia này kiến nghị, người có vấn đề về huyết áp thấp không nên ăn quá 100g và nên ăn kèm với các loại quả khác. Bệnh nhân cao huyết áp ăn mỗi ngày 100 đến 150g thanh long. Ngoài rủi ro khi ăn thanh long đối với người bị huyết áp thấp, chúng ta cần lưu ý những điều cấm kỵ khi ăn thanh long để không gây ra hậu quả đáng tiếc. 1. Người có bệnh đường huyết. Trên thực tế, thanh long có hàm lượng đường cao và thanh long ruột đỏ hàm lượng đường cao hơn thanh long ruột trắng. Theo cơ sở dữ liệu thông tin dinh dưỡng thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, tổng lượng đường trong thanh long đỏ là khoảng 9,2g trên 100g và thanh long trắng là 8,9g so với các loại trái cây có lượng đường cao như dưa hấu 7,5g, vải thiều 14,1g, hàm lượng đường trong thanh long cũng không hề thấp. Vì thế, nếu bạn gặp vấn đề về việc kiểm soát đường huyết, mỗi ngày chỉ nên ăn một phần, tức 100g thanh long sẽ hấp thu và kiểm soát đường trong một ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, dưới 25g đường mỗi ngày. 2. Bệnh nhân tiêu chảy, người thể trạng lạnh, đến kỳ kinh không nên ăn thanh long. Theo lương y Bùi Hồng Minh, bệnh nhân tiêu chảy hoặc chị em phụ nữ có thể trạng lạnh, đang đến kỳ kinh nguyệt đều không nên ăn loại quả này. Nguyên nhân là người có thể chất hư hàn, thường bị tiêu chảy, chân tay mỏi mệt, sắc mặt nhợt nhạt. Khi ăn thanh long tùy tiện sẽ làm tình trạng thêm nặng nề. Tương tự như vậy, chị em có thể trạng người luôn lạnh hoặc đến kỳ kinh nguyệt cần hết sức chú ý, bởi ăn thanh long vào thời điểm này dễ khiến bụng lạnh hơn, tình trạng đen đỏ thêm nặng nề, gây tổn hại sức khỏe. 3. Phụ nữ có thai phải cẩn thận khi ăn thanh long, bởi trong thanh long có chứa nhiều protein thực vật. Cơ địa của những người mang thai lại rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng ngay cả với các thành phần vốn bình thường. Vì vậy, các thai phụ nên cân nhắc trước khi ăn thanh long. 4. Người bị phiền muộn, ứ máu, nhiều dịch đờm, cần hạn chế ăn thanh long. Bởi thanh long là trái cây có tính hàn, không phù hợp với các đối tượng có thể chất hư hàn, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt cũng nên hạn chế ăn. Thành phần trong thanh long có thể gây kích ứng và khiến tình trạng ho đờm trầm trọng hơn. Mặt khác,
lượng đường trong loại quả này không hề có lợi đối với người đang gặp các vấn đề về tâm lý như phiền muộn, stress, căng thẳng kéo dài. 5. Nhai không kỹ đã vội nuốt, ăn chậm, nhai kỹ là nguyên tắc ăn uống hàng đầu. Khi ăn thanh long, bạn cũng phải đảm bảo nguyên tắc này. Nhiều người chăm chỉ ăn thanh long vì biết những hạt đen li ti trong loại quả này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không nhai vỡ được đám hạt này. Theo chuyên gia dinh dưỡng, hạt thanh long chứa rất nhiều axit béo có lợi như omega 3 và omega 6, giúp làm giảm hàm lượng cholesterol xấu, tăng sức dẻo dai cho thành mạch. Lớp vỏ của hạt thanh long tương đối khó phân hủy, ngay cả khi đã nằm gọn trong dạ dày được co bóp tiêu hóa, và hầu hết chúng đều ra ngoài chứ không đem lại dinh dưỡng do thói quen ăn nhanh nuốt chửng của nhiều người. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn cần chú ý nhai thật chậm từng miếng thanh long nhỏ để hạt vỡ ra, để cơ thể hấp thu được chất dinh dưỡng từ bên trong hạt. Bạn cũng có thể sử dụng máy xay sinh tố để xay thanh long thật nhuyễn, giúp thu được giá trị dinh dưỡng tối đa từ loại quả này. 6. Không rửa vỏ quả thanh long trước khi ăn. Nhiều người cho rằng vỏ quả thanh long rất dày, lại không có khả năng hút những loại sâu bọ nên đảm bảo an toàn, hiếm có nguy cơ nhiễm dư thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Xuất phát từ nguyên nhân này, nhiều người chủ quan thường bỏ qua việc rửa sạch quả trước khi ăn. Theo giới chuyên gia, điều này thực sự không tốt. Mặc dù vỏ thanh long dày và chúng ta chỉ ăn ruột quả, nhưng không ngoại trừ trường hợp hóa chất thô nhiễm rồi cầm nắm quả dẫn chất độc vào miếng thanh long đến tận miệng. Tốt nhất, chúng ta vẫn nên rửa sạch loại quả này trước khi ăn, giống như bất kỳ loại quả nào khác để tránh rước họa vào thân nhé. Vâng thưa quý vị, thanh long hay bất kỳ loại quả nào khác đều mang lại những giá trị dinh dưỡng nhất định, có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng khác nhau mà chúng ta nên cẩn trọng để sử dụng sao cho hợp lý. Trong phần tiếp theo của chương trình, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị các loại hoa quả thơm ngon, giàu dinh dưỡng, phù hợp với nhiều lứa tuổi mà bạn có thể bổ sung trong thực đơn hàng ngày của gia đình. Mỗi loại trái cây đều có những chất dinh dưỡng và vitamin khác nhau và những lợi ích khác nhau để bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể, trong đó đứng đầu bảng là trái táo. 1. Táo. Táo là một loại trái cây giàu chất xơ, bổ sung đầy đủ chất xơ cho cơ thể. Việc sử dụng và ăn táo thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, vì trong táo chứa rất nhiều kali giúp mang lại một trái tim khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giảm rối loạn đường ruột, bệnh viêm ruột thừa, bệnh trĩ và cả một số loại bệnh ung thư. Chất pectin trong táo còn giúp giảm nồng độ cholesterol. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh nếu ăn 5 quả táo trong một tuần sẽ có tác dụng làm giảm nguy cơ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Một quả táo chỉ chứa khoảng 50 đến 80 calo, không chứa chất béo hay natri, nên việc ăn táo còn có tác dụng giảm cân. Và đây cũng là một trong những phương pháp giảm cân ở nhà hiệu quả cho các chị em phụ nữ. Lưu ý, ăn nhiều táo cũng không tốt, nên theo các chuyên gia chỉ nên ăn 5 trái táo trên một tuần thôi các bạn nhé. Và hãy tìm hiểu đến bác sĩ nếu thấy cơ thể bạn có vấn đề trong việc hấp thụ loại trái cây bổ dưỡng này. 2. Hạnh nhân. Xếp về độ dinh dưỡng thì hạnh nhân đứng ngay sau táo. Với độ giàu beta-carotene có thể giúp cơ thể hấp thụ vitamin A. Chính vì thế, hạnh nhân rất tốt cho mắt. Hạnh nhân bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết tốt cho sức khỏe. Trong quả hạnh nhân có chứa chất béo đơn bão hòa, protein và potassium giúp hỗ trợ khả năng vận động của tim mạch, axit folic và magnesium giúp hạ thấp mức homocysteine, vitamin E, chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Lượng protein có trong quả hạnh nhân giúp cơ thể khắc phục cảm giác đói và kiểm soát được lượng thức ăn. Ngoài ra, hạnh nhân còn phòng chống ung thư. Việc thường xuyên ăn quả hạnh nhân có thể giúp phòng chống một số loại bệnh ung thư, chẳng hạn như kết tràng. Hạnh nhân còn giúp cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể. Potassium có trong hạnh nhân giúp cân bằng và điều hòa huyết áp. Các chất axit folic có trong hạnh nhân còn cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi và giảm thiểu các khuyết tật bẩm sinh cho em bé. 3. Chuối.
Chuối là loại trái cây đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Với hàm lượng kali cao nên chuối cũng là một trong những loại trái cây rất tốt cho tim mạch và sức khỏe của con người. Trong chuối chín có chứa nhiều protein, glucid, các loại vitamin như C và B6 cùng nhiều khoáng chất khác nữa. Chuối là nguồn bổ sung năng lượng hoàn hảo cho hoạt động thể lực. Chỉ cần một bữa ăn bạn ăn toàn chuối cũng có thể cung cấp đầy đủ năng lượng hoạt động hàng giờ đồng hồ. Thịt chuối chín mềm, mịn nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ không hòa tan. Do vậy, chuối chín phòng chữa bệnh táo bón và ngăn ngừa ung thư ruột già. 4. Mâm xôi. Không những đẹp mắt và kích thích vị giác, quả mâm xôi còn có vô vàn tác dụng tốt cho sức khỏe. Với nguồn giàu các chất dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin thì quả mâm xôi giúp cải thiện mạch máu, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, sinh tinh, bổ huyết, cải thiện trí nhớ. Ngoài ra, mâm xôi còn giúp phòng chống ung thư rất hiệu quả, vì trong quả mâm xôi có chứa chất oxy hóa giúp phòng chống ung thư. Quả mâm xôi còn có đầy đủ vitamin C giúp phục hồi và tái tạo làn da, nên việc ăn quả mâm xôi thường xuyên giúp cho làn da trở nên tươi trẻ và hồng hào. Acid folic, muối khoáng và caroten có trong quả mâm xôi giúp kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường. Nó còn giúp điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa, bao gồm cả tiêu chảy. Chính vì thế, hãy sử dụng và ăn quả mâm xôi thường xuyên để bổ sung các khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể nhé. 5. Dưa vàng. Giáo sư kiêm trưởng khoa dinh dưỡng tại trường Y thuộc Đại học New Mexico cho hay, dưa vàng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, A, K, B, kali, magie, chất xơ, thậm chí là omega 3 rất tốt cho tim mạch. Ngoài ra, loại quả này còn có chứa chất chống oxy hóa dồi dào cho cơ thể. Dưa vàng còn có tính kháng khuẩn, ngăn ngừa viêm nhiễm và chống bệnh đái tháo đường rất hiệu quả. Hạt dưa vàng còn giúp cung cấp protein dồi dào cho người ăn chay. Nếu bạn chưa thường xuyên ăn quả dưa vàng, thì hãy bổ sung ngay vào thực đơn của gia đình bạn món dưa vàng này hàng ngày để có thể phòng chống các căn bệnh ung thư hay giúp ta cân bằng lại lượng đường huyết, chống lại bệnh viêm khớp, cải thiện chức năng hệ miễn dịch. Đối với các chị em phụ nữ, giúp có một làn da tươi trẻ, mịn màng và đầy sức sống, ngăn ngừa được tình trạng lão hóa da. 6. Ổi. Ổi có hàm lượng chất xơ cao, vị ngọt nhẹ là lựa chọn lý tưởng đầu tiên để hỗ trợ công cuộc giảm cân. Trong ổi còn rất giàu vitamin, protein và khoáng chất, đồng thời có chứa rất ít carbon hydrate và cũng không có cholesterol, nên khi ăn sẽ giúp bạn cảm thấy ngon miệng và no lâu hơn. Ngoài ra, ăn ổi thường xuyên có thể giúp bạn chống lão hóa, đào thải những độc tố ra khỏi cơ thể, thúc đẩy sự trao đổi chất, điều tiết chức năng sinh lý, tăng cường sức khỏe. Đặc biệt hơn nữa, ổi là một loại trái cây rất tốt đối với những người mắc bệnh tiểu đường. 7. Đu đủ. Đu đủ giúp làm sáng làn da và củng cố xương khớp. Một nửa quả đu đủ cung cấp đến 238mg vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu thường xuyên bị cảm cúm do hệ miễn dịch suy giảm, bạn nên lưu ý bổ sung đu đủ trong chế độ dinh dưỡng. Đu đủ còn có tác dụng phòng ngừa cao huyết áp, viêm thận, táo bón, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy sự trao đổi chất và chống lão hóa. Ngoài ra, đu đủ còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm mỡ máu khá hiệu quả. 8. Cherry hay còn gọi là quả anh đào. Quả cherry có giá khá đắt ở Việt Nam. Cherry rất tốt cho những người bị cao huyết áp. Đây cũng là một trong những loại quả giúp bạn loại bỏ được mức độ cholesterol xấu trong cơ thể. Nếu bạn ăn cherry thường xuyên, tình trạng mất ngủ của bạn sẽ được cải thiện. Cherry là thực phẩm tốt cho não bộ, tăng trí nhớ. Ăn cherry thường xuyên có thể giúp phòng ngừa ung thư, giảm nguy cơ bệnh tim và rất tốt cho sức khỏe tổng thể. 9. Bưởi. Bưởi là loại trái cây được khuyên là nên ăn nhiều bởi vì bưởi có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Theo đông y, quả bưởi có tính hàn, vị ngọt, hơi chua, có tác dụng tiêu đờm, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ điều trị các chứng bệnh phù nề, viêm nhiễm. Đặc biệt, những người mắc bệnh tiểu đường càng nên ăn bưởi bởi vì trong bưởi có chứa một lượng lớn thành phần insulin,
không chỉ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu mà còn có tác dụng bảo vệ tim mạch. Quý vị thân mến, một thói quen ăn uống tốt và lành mạnh, giàu vitamin từ các loại rau trái có thể sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện, bao gồm quá trình xây dựng, duy trì và phát huy chúng. Tuy nhiên, nếu đủ kiên nhẫn và lòng quyết tâm thì chắc chắn trái ngọt mà bạn nhận được sẽ là một sức khỏe dồi dào, một vóc dáng thon gọn và tinh thần sảng khoái. Hy vọng quý vị khán giả của Sống An Nhiên sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.